hôm nay mình tiếp tục lên một mẫu đá hai rồi lên nick tiếp theo nha. Đấy, mẫu đá này rất phù hợp cho anh em làm ốp mặt tiền, thang máy, cầu thang vân vân, làm quầy làm bàn rất là đẹp nha. Đấy, cái mẫu này thì nó màu nó không được sặc sỡ mấy màu kia thôi, anh em nào không thích màu sặc sỡ thì có thể chọn qua cái mẫu này nha. Người nhìn trong điện thoại mình quay á, thật sự ra nếu mà nhìn tấm đá ngoài đời á, nó rất là bắt mắt luôn á. Mình đã từng chở nhiều công trình người ta làm mẫu đá này, thì có người làm quầy, có người làm bếp, có người làm mặt tiền, cầu thang, thang máy vân vân nha. Đây, mọi người thấy mình quay sát sát xíu cho mọi người xem nha. Trong kho thì ánh nắng hơi bị sáng cho nên có lẽ nó hơi bị chói mắt, cái gì mọi người cũng thông cảm. Cái dòng đá này để mình qua quay cái tên cho mọi người xem rồi mình sẽ quay bên đó nha. Đây là tên của nó nha mọi người. Đây là tên của nó nha mọi người. Nhìn kỹ tên là có gì đi mua cho mình được tấm đá như ý nha. Đấy, tên của nó. Cái này, tấm đá này thì nó cao tầm 1m9, 2m nha. Nó dài chừng cỡ 3m3 và có thể hơn đó. Cái này mình chỉ ước đoán thôi cho mình không có cần thước đo nha. Để mình quay sát sát để mọi người xem cái vân của nó nè. Nói màu sắc thì tấm đá này cái nền nó màu trắng xanh lam, xanh giống như màu lam vậy đó. Mình lấy cho mọi người xem trắng có lẽ sẽ bị mất màu nha. Có màu xanh và trắng và những cái đường chỉ chạy viền rất là đẹp. Đường chỉ chạy viền ví dụ như là mấy cái màu lam này. Vô trong kia xíu để khỏi chói nắng không, để mình quay cho mọi người xem nha. Đây, nó có những cái đường chỉ màu vàng vàng chạy liền rất là đẹp nha. Trong mình quay cái clip mình đăng lên á, anh em nào cần mua mẫu này có thể liên hệ với mình nha, hoặc liên hệ qua số Zalo của mình là 0978727280 nha. Còn nếu anh em cần thợ ốp lát á, thì có thể liên hệ với mình cũng sẽ cho anh em những đội thợ tốt để làm cho căn nhà được đẹp hơn nha. Trong kho thì rất là nhiều dòng đá luôn á, mà hôm nay mình chỉ quay sơ một cái dòng đá đó thôi để cho mọi người tham khảo á. Trong kho rất là nhiều đá. Đấy, bên kia rất là rộng luôn. Thôi chắc clip quay tới đây thôi, mình xin tạm dừng. Hẹn gặp lại mọi người trong cái clip mới nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.